Mỡ của TikToker cơ Hồ Tim Nhiễn được mệnh danh là tấp mỡ mắc và khó mua nhất tấp tấp. Mọi người có tin cái hũ tấp mỡ bự nửa ký này ở dưới đây tôi đang cầm giá là hơn 300 cành đâu mọi người. Và ở đây bà Hồ Kim Nhiễn dám vỗ ngực xin tên nói là không có một ai làm được giống bả luôn nha, kể cả sốt nha mọi người. Đó, cái hũ tấp mỡ này mỗi lần tôi mua là tôi phải mua một hũ lớn vậy nè mọi người ơi, tại vì mỗi lần mua rất là khó. Và đúng là một cái đứa mà review rất là nhiều bánh tráng phơi xương trên tấp tấp rồi thì bà Hồ Kim Nhiễn là cái tấp mỡ của bả là duy nhất nha mọi người. Bả là dạng tấp mỡ thịt vi mỡ. Cái sốt xanh này là cái sốt mới của bả nè, và đặc biệt là cái sốt đỏ này làm nên thương hiệu luôn nha. Tớp mỡ mắm tỏi này nè mọi người của chị Hồ Kim Nhiễn á, chủ yếu là mình ăn không được rồi nha, và mình có thể ăn với cơm với bánh tráng cũng được luôn nha. Còn giống vô sốt thì nó sẽ hơi bị mặn xíu, phải ăn kẹp với bánh tráng nó mới ngon. Và tớp mỡ bên đây cục to ú nụ nha mọi người ơi, nhưng mà nó sẽ có mỡ và có thịt nè. Với một cái đứa mà cực kỳ thích ăn tớp mỡ như tôi thì lâu lâu cũng sẽ bị ngán tớp mỡ nha, thì tôi ngán tớp mỡ là tôi sẽ qua ăn tớp mỡ của bà Hồ Kim Nhiễn tiếp đó mọi người ơi, tại vì nó có cái phần thịt giòn giòn ăn đã lắm. Cái sốt tớp mỡ thì nó đậm đà nha, nó sẽ có một cái vị ngọt nhẹ, nhưng mà thiệt sự là đã ăn rồi là cuốn không thể dừng luôn đó mọi người ơi, cứ mắc bỏ vô miệng hoài luôn á. Và cái tấp mỡ này nó sẽ có một cái vị cay nhẹ nha, có khi nó tùy vào đợt ớt, như đợt ớt của tôi lần này ăn là tôi thấy cay nè.